Amita TV chúc các bạn năm mới vạn sự như ý. Nhấn đăng ký ủng. Thấy Quân nhắc tới một người bạn nhỏ đặc biệt, Mai Anh rất tò mò, nhưng Quân lại không muốn kể cho Mai Anh nghe chuyện này. Mai Anh, Hương Giang có tình cảm với Quân, Nhan Phúc Vinh nên luôn quan tâm tới các mối quan hệ của Quân. Từ ngày Hạnh, Quỳnh Cu về công ty làm, Mai Anh cũng phải đề phòng cô gái này vì lo Quân sẽ có thích Hạnh. Trong buổi liên hoan của công ty, Quân đột nhiên biến mất khiến Mai Anh rất thắc mắc. Hỏi Quân lý do, Mai Anh nhận được câu trả lời rằng Quân đi gặp một cô bạn nhỏ. Quân xem đây là người bạn đặc biệt của mình. Người mà Quân nhắc tới chính là Happy, An Nhiên, con gái Hạnh. Mai Anh tỏ vẻ ghen tức và tiếp tục dò hỏi Quân về người bạn đặc biệt này, xong Quân lại không muốn chia sẻ điều gì. Quân nói anh muốn giữ bí mật cho riêng mình, nghĩa là anh đặt người bạn đặc biệt đó trên cả em. Mai Anh thắc mắc và cũng hồ nghi người đó là Hạnh. Quân giải thích lại một lần nữa với Mai Anh đơn giản đó chỉ là mối quan hệ cá nhân của mình, khuyên Mai Anh đừng cố nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp. Chứng kiến chung thân thiết với Hạnh và Vi, cả Happy và Voi lập tức mang bố Khôi và chú Quân ra so sánh. Trung, Quang Trọng về nước sau nhiều năm du học và vẫn không quên được mối tình đầu là Hạnh, Quỳnh Cu. Ngay gặp lại Hạnh, Trung đã tỏ tình với Hạnh một lần nữa nhưng Hạnh lại né tránh. Hạnh không muốn vướng vào chuyện yêu đương lúc này vì còn phải chăm sóc cho Happy, An Nhiên. Trong cuộc gặp của ba người bạn cũ, Trung, Hạnh, Vi, Lương Quỳnh, Trung trêu đùa Vi trước đây vì từng bảo sẽ đợi Trung đáp lại tình cảm của cô mà giờ đã có con trai lớn như vậy. Vi cũng chọc ghẹo cả Hạnh và Trung, nói cả hai nhẽ ra phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời Vi. Cậu còn thích Hạnh không? Khi nào hai người chán nhau thì tớ với cậu nói chuyện nhé. Vi trêu chọc Trung và Hạnh khiến hai người bạn ngượng ngùng nhìn nhau. Thấy hai mẹ nói chuyện vui vẻ với chú Trung, Happy và Voi, Tuấn Phong không hài lòng. Voi chợt nhớ ra từng thấy ảnh mẹ Vi chụp cùng chú Trung. Happy liền nghĩ rằng chú Trung cùng một lúc yêu cả mẹ Hạnh và mẹ Vi. Voi khẳng định chú Trung không đẹp trai bằng bố Khôi, Bình An, còn Happy cho rằng chú Trung chẳng đẹp trai như chú Quân. Người mà Happy vẫn gọi là chú đẹp và muốn trở thành bố mình. Sống cùng nhau nhưng không ở chung phòng, Khôi và Vi hốt hoảng khi nghe mẹ Khôi nói sẽ sang ở cùng hai vợ chồng. Lấy nhau nhiều năm nhưng Khôi, Bình An và Vi, Lương Quỳnh lại không ở chung phòng. Cả hai nói với con trai mỗi người phải ở một phòng thì mới trưởng thành được. Điều này vô tình đã được Voi, Tuấn Phong tiết lộ với ông bà nội khiến bố mẹ Khôi ngỡ ngàng. Có lẽ đây chính là lý do khiến bà Vân, Nguyệt Hằng quyết định dọn sang ở cùng hai vợ chồng con trai. Bà Vân muốn quan sát xem cuộc sống thực sự của hai con ra sao. Vừa nghe bà Vân nhắc tới chuyện dọn sang ở cùng, cả Khôi và Vi đều hoảng hốt. Cặp vợ chồng trẻ sợ bị lộ bí mật đã che giấu bố mẹ bao năm qua. Khôi vội hỏi lại mẹ có phải muốn đòi lại nhà hay không và nói với Vi sẽ đi tìm một căn nhà khác để ở. Trước mặt mẹ, Khôi vẫn nắm tay Vi, cả hai tỏ ra có tình cảm với nhau. Khôi nói với mẹ sẽ mất vài hôm để hai vợ chồng chuyển nhà mà không biết mục đích thực sự của mẹ. Bà Vân yêu cầu hai vợ chồng Khôi, Vi ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Vi chúc các bạn năm mới vạn sự như ý. Nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn.